Anh ơi, làm cách nào có lá bài màu đỏ vậy? Lại một câu hỏi nha anh em ơi. Thì ok, hôm nay mình sẽ vào giải đáp cho những cái cách mà để có lá bài màu đỏ nha anh em nha. Và tiện đánh cúp luôn nha anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nào anh em ơi. Hello, xin chào toàn thể em trở lại với video tiếp theo mình nha. Ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn kia là cách nào để có thẻ bài đỏ. Chính là bài đỏ, chính là bài gì anh em nhỉ? Đó là Legendary anh em nhá. Một Legendary gọi nói cách khác theo tiếng Việt đó chính là huyền thoại anh em nhá. Người ta ví nó như là một huyền thoại. Ok, trước tiên nếu bạn muốn có thì bạn mở dương, mở hòm như vừa nãy mình này. Mở mấy hòm này mình mở hết mất rồi. Mở hòm ấy thì bạn sẽ mở mà trúng thì bạn may mắn, còn bạn không trúng thì thôi bạn phải chấp nhận nhá, bởi vì cái trường hợp mở này rất ít người được có, à đâu nhiều người có nhưng mà cái gì nhỉ, cái tỷ lệ nó ra rất ít nhá, có nghĩa bạn mấy lần mấy tháng bạn chơi mới ra được không, hoặc là có người ấy có mẹ cái mở hòm mới ra lên rừng rất khó anh em nhá. Và cái thứ hai của mình đó nữa là đó chính là bạn cài nhiệm vụ cho mình nhá. Đây cài nhiệm vụ như này anh em nhá. Cái nhiệm vụ này là các bạn nên nhớ là cat 4 mới cài được nhá. Nếu mà bạn nào lên cat 4 thì ví dụ như cat 4 này nha anh em nhá, thì mới cài được cat 4 thì mới mở khóa cho Legendary VC nha anh em nhá. Đây là hai con Legend đây là Saman nữa. Cat 3 thì không có đâu nhá, cat 4 cat 5. Nếu mà các bạn lên cat 5 mà tụt xuống cat 4 thì các bạn vẫn cài được những con ở cat 5 nhá, những con Legendary cat 5. Ở đây nếu mà các bạn muốn cài á thì trước tiên là các bạn nhớ là cho mình chơi 5 tuần liên tục, có nghĩa là 35 ngày đêm. Các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ thì nó mới cho bạn thì các bạn mới gắp được vào một con Legend nhá. Đây này, đây là nhiệm vụ, đây là đa phần bỏ nha anh em, 1 2 3 4 nhiệm vụ mà mình bỏ anh em nhá. Các bạn chơi á, các bạn nào mà ác nào bạn nên chơi chủ, nhưng đây ác phụ, đây chị mình hướng dẫn cho bạn là bằng ác phụ nhá. Còn ác chính của mình là mình cày hết mình không bỏ đâu. Đó thì bạn ấy lên nhớ là đây nhá, từng nhiệm vụ từng ngày này bạn phải cày hết cho mình. Đến cuối tuần á, bạn sẽ nhận được một mảnh của Legend đấy. Thì sau 5 tuần sẽ là 35 ngày thì bạn sẽ được 5 mảnh, và 5 mảnh đấy là đủ sẽ kết hợp được một con Legend nha bạn nhá, gọi là ghép được một con Legend. Đó các bạn hiểu chưa nhỉ? Còn ngoài mở hòm ra thì chỉ còn duy nhất là cách cày nhiệm vụ nha bạn nhá, cày nhiệm vụ như này. Và không thì các bạn nạp tiền vào có kim cương, các bạn đợi shop nó bán cho các bạn cái dương 800 kim cương á, các bạn mua thì sẽ có Legend nhá. Đấy, đấy là những cách trên. Ok, bây giờ chúng ta đi làm vài trận cúp này anh em nhỉ. Ok, mình sẽ nâng con cung với anh em nhé. Đánh két 5 cái lâu lắm mà không đánh két 5 anh em ạ. Trông nó lợ làm gì? Trông nó lạ lạ quá. Lâu lắm mà không nhìn két 5 anh em ơi. May làm cái trận ở két 5 cái anh em ạ. Ây, bạn này chưa ký cấp 8 với cấp 6 anh em ạ. Không công bằng tí nào rồi. Con này của mình đánh em nên cấp 7 à, cấp 8 anh em này. Nhưng mà ôi tôi thả nhầm rồi anh em ơi, nhầm rồi. Mình đang muốn thả giúp cơ đường trên cơ. Ok, vậy thì mình sẽ thả này đường trên anh em nhé. Ok, cấp 8 này khả năng bỏ trận à. Thank you nhá. Thank you nhá. Ôi. Không sao anh em nhá. Chả sao, chúng ta cứ chơi mạnh mẽ đi anh em. Hai cung hết rồi thì chúng ta hốt deck gì nữa. Chúng ta phải win nhanh anh em nhá. Chúng ta mà không win nhanh được là thua đấy các bạn ơi. Lửa nắm quá. Chúng ta lên phân bố quân cẩn thận với anh em nhé. Này. Chết này. Nụm chạo mày hả bữa ấy. Ôi bạn này có bạn kia anh em ạ. Thôi bạn này từ cấp thấp xuống dưới rồi. Bạn này bắt nạt mình rồi anh em ơi. Cấp 8 hình như bạn này lên cấp 7 rồi. Này cày quá anh em ạ, bị bắt nạt thì mới đau chứ. Thôi thả nhầm chùm xương rồi. Thả nhầm xương mới đau anh em ạ. Mà chúng ta cố gắng nghe anh em nhé. Thả nhầm xương mới đau. Bạn này không có kiên là mình thắng rồi anh em ạ, nhưng mà bạn này có kiên mới đau chứ. Ok, trận này thua rồi anh em ơi. Ôi 6 7 8 liệu kịp không bạn ơi. Ôi ơi đèn quá anh em ơi, bị bạn này bắt nạt mới đau chứ. Xem nào, bạn này cao nhất là lên cát 7 chưa nhỉ,
Tính toán là bạn này bị lên cấp 7 mới có kiên, hoặc là bạn này chơi lâu anh em nhé. Trời ơi, mạng không hiểu mạng nó bị sao luôn anh em ạ. Ok, hai thẻ không có tay rửa nữa mà cũng chả có epic luôn ạ. Ok, mình xem lại cái đối thủ này tí nha anh em nhé. Novana 1867, bạn này chơi lâu rồi anh em ạ. Tự nhiên có cái khiên này mới cày chứ. Đấy, cái 7 mình có nó không cho xem anh em ạ, cày thật đấy. Ok, chúng ta chơi lại anh em nhé. Cày quá anh em ạ. Smart. Tí nữa thắng rồi, giá như thêm 6-8 năm ấy, mình cho pháo thì nó thắng ở tốt quá anh em ạ. Nhưng mà không thắng được thôi, ta phải chấp nhận anh em nhé. Level 7 này đánh nhau không? Đánh không? Cấp 8 anh em ạ, cấp 8 thì đương nhiên là mạnh hơn rồi. Nhưng mà mình đoán là sẽ hòa anh em nhé. Không hòa đâu anh em ạ, nó hơn nhau một xíu máu ấy. Ok nha, mình sẽ ra dìu đường dưới nha anh em nhé. Nguy hiểm quá, mình sẽ đặt Joker các bạn nha. Joker nó có bật lại thì rất phù hợp với con xạ thủ mình đúng không các bạn. Ok, mình sẽ đặt D này đi. Ôi giời ơi, lỗi quá anh em ạ. Chết nè. Này là đùa ấy. Ai căng thế anh em nhỉ. Làm gì mà căng thế. Thôi toàn rồi bạn ơi, còn Ninja Fay là mình biết là toàn rồi. Bạn toàn quá này rồi. Bạn này có ngạo sói rồi anh em ạ. Chết rồi, trận này mình biết. Mình cứ chơi quân nhiệm này là cua anh em ạ. Hey ya, hey ya, hey ya, mình là kinh thường nhá. Ôi ôi, cả bùn nữa này anh em ạ. Này dễ sao nổi. Này dễ sao nổi anh em ơi. Cua nha anh em nhé. Chúng ta chơi cứ quân chơi con này không được rồi. Đội giác tí nha anh em nhỉ. Ôi chả về gì bị đội, ta cứ đánh anh em ơi. Cứ đánh ngay thì làm sao nhỉ. Cái ván đầu tiên tí thắng anh em ạ. Xui thế nhỉ. Cái này còn đấy là ấy. Ôi cấp 9 anh em ơi. Cấp 9 cấp 6 thì giết người rồi. Trận này khả năng lại đứt rồi anh em ạ. Ảo thế nhở. Sao em nhé, mình sẽ ra một con nhận tràng sau. Má nó cấp 7, tựa cấp 7 khỏe quá anh em ạ. Nó bắt nạt mình em ơi. Không nghe nện nó trận giờ. Quỷ chấm xanh em ạ, phê nhờ. Ok, để tự trùng xương có xử lý anh em nhé. Ôi chém một phát biết mới đau chứ ạ. Chém một phát mà không biết thì ngon anh em. Này này. Này này, cấp 9 anh em ạ. Chúng ta kéo thắng ở cấp 9 đấy. Ok, nắm đấm đây anh em nhé. Này này, cấp 9 à. Winner hay là bị mạng ấy nhỉ. 1398 anh em ạ. Bạn đấy sắp lên cái à, bạn đấy đang két 5 ấy, à đang két số đi ạ, mày là két 4 anh em nhá. Còn không biết mình đoán là bạn ấy đang ở két 5 ấy, chẳng qua chưa bị tù thôi. Ok, chúng ta sẽ làm ván nữa anh em nhá. Cho nó bừng tỉnh ở két 5 thế nào. KGI Rocky cấp 6 anh em mày, cấp 6 với cấp 6 thì đấy, nó mới phù hợp. Dìu cấp 7 anh em ạ. Ok, 7 thì 7. Có cái đấy kỳ đâu anh em. Thôi xong rồi, gọi tiền nữa anh em ạ. Ok anh em muốn thắng anh em vậy trùm xương cái đam to lên nha anh em, vậy cẩn thận nhá. Chúng ta cần chơi tanh ở đây này anh em này. Đó, các bạn chơi cái này cho mình. Đảm bảo thắng nha anh em nhá, đảm bảo thắng chắc luôn. Nó trùm xương cái chọc kia, bạn không thấm đi. Quá thấm luôn anh em ạ. Ây, chết thế nhở.
chết thế nhờ. Chết thế nhờ. Chết đấy anh em ạ, chết đấy. Chết đấy. Nhưng mà đâu phải đơn giản. Đâu đơn giản. Đâu đơn giản anh em. Đâu đơn giản anh em. Ok. Good game. Ok anh em nhá, như vậy chúng ta win rồi anh em ơi. Cộng 26. Thì tiện đây mình đánh vài trận anh em ạ. Còn đấy nhá. Thì anh em nào thấy clip mình hay thì cho mình một like và subscribe chia sẻ cho mình nhá. Và có gì nhờ anh em nhờ. Có gì hay ho anh em hãy bình luận dưới để mình làm theo yêu cầu anh em nhá. Và một cái nữa mình xin nhắc là mình có nhận cái thuê anh em nhá. Mình có hội cái thuê. Chị được cái thuê đến 2200 miệng tức là cát 7 anh em nhá. Đó còn còn lệnh cũ lên để cát 8 thì bọn mình cũng nhận anh em nhá, cát 7. Như ví dụ như bạn nào cát 4, cát 5 muốn lên cát 6 hay cát 7 anh em hãy liên hệ Zalo mình nha anh em nhá. 0356 20311 và ở phần mô tả video có link nhóm nhá. Và mình có cài số điện thoại ở phần mô tả video rồi. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.